Máy giặt cửa trước vẫn đang là xu hướng với nhiều gia đình, đặc biệt là trong dịp cuối năm, nhu cầu sắm sửa ngày càng tăng cao. Vậy thì chiếc máy giặt cửa trước nào đang được săn đón nhất tại MediaMart? Hãy cùng Bảo Ngọc điểm danh trong video ngày hôm nay nhé! Top 1 là chiếc máy giặt lồng ngang Aqua Inverter với khối lượng giặt là 8kg. Thiết kế sang trọng, gam màu trắng hiện đại làm cho không gian nội thất trở nên đẹp mắt và tinh tế hơn. Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AIDD đưa ra tốc độ quay phù hợp, đảm bảo cân bằng khi giặt, rung lắc tiếng ồn tới mức thấp nhất. Công nghệ giặt hơi nước giúp diệt khuẩn, loại bỏ các tác nhân gây hại đến sức khỏe một cách tối ưu, hạn chế tình trạng quần áo bị nhăn nhúm sau mỗi lần giặt. Ngoài ra, máy giặt còn trang bị chế độ giặt Refresh giúp giảm thiểu tối đa các tác động xấu gây ảnh hưởng tới quần áo. Sở hữu ngay chiếc máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 8kg với mức giá cực rẻ, chỉ 7 triệu đồng, bảo hành trong vòng 24 tháng. Và đứng ở vị trí số 2 chính là chiếc máy giặt lồng ngang thông minh đến từ thương hiệu LG với khối lượng là 8,5kg. Đây là chiếc máy giặt LG được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AIDD cho phép nâng cao khả năng bảo vệ vải lên 18%. Với chiếc máy giặt này, bạn sẽ không còn phải lo lắng là nên chọn chế độ giặt như thế nào mới phù hợp với các loại quần áo nữa. AIDD sẽ phân tích trọng lượng và độ mềm của vải để điều chỉnh, lựa chọn các chế độ tối ưu nhất. Bên cạnh đó, thì máy còn sở hữu công nghệ Steam giúp loại bỏ tới 99,9% các chất gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn, tránh xa các bệnh về hô hấp. Công nghệ Inverter tiết kiệm cho bạn khá điện năng sử dụng. Và hãy sở hữu ngay chiếc máy giặt lồng ngang thông minh đến từ thương hiệu LG với khối lượng là 8,5kg. Với mức giá cực kỳ rẻ, chỉ với 10 triệu đồng, bảo hành lên tới 24 tháng. Và siêu phẩm cuối cùng của ngày hôm nay chính là chiếc máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 10kg. Đây là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo với những gia đình đông thành viên có từ 9 tới 10 người. Chiếc máy này xứng đáng trở thành dũng sĩ giặt giũ bởi có khả năng đánh bay các vết bẩn lì lợm hiệu quả hơn và giảm thiểu tối đa hiện tượng đóng cặn bột giặt nhờ Ultramix Hygienic Care, diệt khuẩn vượt trội. Với tính năng thêm quần áo tiện lợi, các bạn sẽ không cần phải lo lắng khi bỏ sót quần áo ở bên ngoài trong 15 phút đầu tiên mà máy giặt vận hành. Động cơ Eco Inverter giúp máy giặt vận hành êm ái, tiết kiệm 50% điện năng. Chiếc máy giặt Electrolux 10kg dự kiến sẽ được rất nhiều người săn đón bởi mức giá của nó đang quá tốt, chỉ với khoảng 15 triệu đồng mà thôi. Với thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ tiên tiến cùng với giá thành phải chăng, chắc chắn là ba mẫu máy giặt cửa trước Bảo Ngọc vừa giới thiệu sẽ làm mưa làm gió tại MediaMart trong dịp cuối năm nay. Các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy tham khảo và sở hữu ngay chiếc máy giặt nhé!